Tối qua, thành phố Phúc Yên tổ chức khai mạc Festival Đại Lải năm 2024 với chủ đề Vũ khúc thiên nhiên. Tới dự có các đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Mê Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và đông đảo du khách trong và ngoài nước. Festival Đại Lải năm 2024 nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 119 năm Ngày Đô thị Phúc Yên và tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024 của thành phố. Chương trình có sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và thiên nhiên, nơi ánh sáng, âm thanh và vũ điệu giao hòa, tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu, mang đến bầu không khí mới lạ và bùng nổ cho chương trình. Festival Đại Lải năm 2024 thu hút nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn. Chương trình được ví như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, trong đó điểm nhấn là sân khấu thực cảnh được thiết kế nổi trên mặt hồ nước, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền diệu. Thu Đại Lải là một điều gì đó vẫn còn rất quyến luyến với cả những người dân trên toàn quốc, đặc biệt là những người ở gần đây, ví dụ như thành phố Hà Nội. Và như vậy thì thông điệp này muốn truyền tải được mang đến cái thu rất đẹp, một cái điều mà thông điệp về thu để phát triển và quảng bá du lịch cho Phúc Yên. Festival Đại Lải năm 2024 còn diễn ra các hoạt động giới thiệu các giá trị độc đáo, đặc sắc của nghề truyền thống, sản phẩm OCOP và ẩm thực tại thành phố Phúc Yên, tổ chức các tour du lịch đến các địa điểm du lịch, di tích lịch sử khác của thành phố như chùa Bảo Sơn, đền Ngô Tướng Công, đình Ngọc Quang, chùa Thanh Cao. Qua đó thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm của thành phố. Hôm nay là lần đầu tiên mình được đến với Festival của Phúc Yên này, thưởng thức các cái tiết mục và các cái nét văn hóa của người dân Phúc Yên. Thì mình thấy là rất vui và phấn khởi. Festival Đại Lải năm 2024 không chỉ đơn thuần là chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là sự kiện văn hóa, du lịch đặc biệt, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Phúc Yên.